Chào mừng các bạn đến với Manga Anime Official. Mình là Shin và đây là chuyên mục tiêu điểm nhân vật, nơi mà mình sẽ giới thiệu cho các bạn thông tin về nhân vật xuất hiện trong anime. Trong video ngày hôm nay, chúng ta cùng tìm hiểu về nhân vật Diavolo nhé. Để các bạn chờ lâu nữa, chúng ta cùng bắt đầu video thôi. Diavolo là nhân vật phản diện chính của phần Golden Wind. Hắn hầu hết được biết đến là trùm của băng đảng Passione, kẻ đã hủy hoại thành phố Napoli bằng cách buôn bán ma túy trên đường phố, biến hắn thành kẻ thù lớn nhất của Jono Giovanna và Bruno Bucciarati. Vì sự bí ẩn của hắn, hầu như không ai biết về ngoại hình, tên và quá khứ của hắn. Diavolo cũng là cha của Tris Una, ra lệnh cho đội Bucciarati mang cô đến cho hắn trong khi phải đảm bảo sự an toàn cho cô gái này. Diavolo là một những cách khác của Vinegar Doppio và là một người dùng Stan, sở hữu một Stan vô cùng mạnh mẽ là King Crimson. Diavolo là một người đàn ông trung niên cao lớn với dáng người gầy nhưng lại khá cơ bắp. Hắn có mái tóc dài, hoa văn với nhiều đốm khác nhau, phần tóc mái được uốn và tách ra một bên, phần tóc còn lại được cắt thẳng ngang vai. Hắn cởi trần với cánh tay bao phủ bởi những hình xăm ghét điệu dẫn xuống một cặp dây đeo cổ tay màu xanh lá. Hắn mặc một chiếc quần nạm đinh và một đôi giày đế. Hầu hết trong lần xuất hiện của mình, Diavolo có tư thế hơi gù khi đứng. Đôi mắt của hắn rất độc đáo khi trong mắt của hắn bị phân mảnh, tạo thành những đốm và mảnh vỡ của toàn bộ màu mắt với điểm nhấn hình tam giác. Ngoại hình của hắn rất khác biệt khi hắn trở thành Doppio. Đặc điểm tính cách lớn nhất mà Diavolo thể hiện là nỗi ám ảnh của hắn về việc xóa mọi dấu vết lịch sử và giữ bí mật về sự hiện diện của hắn khỏi thế giới. Khi hắn tin rằng những sai lầm của quá khứ là thứ cần phải xóa đi để con người phát triển, hắn đặc biệt lo lắng về quá khứ của mình và sợ hãi bất cứ ai biết về hắn. Ngay cả trong hệ thống phân cấp Passione, Diavolo cũng cố gắng che giấu danh tính và khuôn mặt của mình, ra lệnh thông qua máy tính để không ai gặp được hắn. Diavolo sống phần lớn cuộc đời trong bóng tối và chỉ ngủ trong khách sạn, trong khi hắn có thể nhìn vào tương lai để tránh bất kỳ sai lầm nào. Khả năng Stan của Diavolo không thể xóa bất kỳ điểm yếu nào trong quá khứ, buộc hắn phải cố gắng sửa chữa những sai lầm đó. Diavolo có xu hướng săn lùng và giết hại những kẻ cố gắng tiết lộ thông tin hoặc chỉ đơn giản là dẫn kẻ thù đến với hắn. Tuy nhiên, Diavolo vẫn đủ thực dụng để không tiếp tục giết người mỗi khi bị phát hiện. Ngay khi hắn biết được một thành viên Passione đang cố gắng điều tra hắn, người đó sẽ trở thành kẻ phản bội, bị đưa ra làm ví dụ cho cơn thịnh nộ và sức mạnh tuyệt đối của hắn. Ví dụ như Sorbet và Gelato, người mà Diavolo đã giết và cắt thành từng mảnh và đóng khung, sau đó giao cho nhóm sát thủ như một lời cảnh báo nghiệt ngã về số phận đang chờ đợi những kẻ phản bội. Diavolo cũng kiên trì giữ bí mật cho mình, ngay cả từ Doppio, cấp dưới đáng tin cậy nhất và cũng là nhân cách khác của chính hắn. Ám ảnh đến thế thì chịu. Đặc điểm tính cách nổi bật thứ hai của hắn chính là niềm tự hào và tự tin. Đầu tiên là Stan bất khả chiến bại King Crimson, sau đó thì là chính hắn. Diavolo tuyên bố rằng hành động của bất cứ ai trước King Crimson cũng đều là vô ích. Thứ hai, Diavolo bị ảo tưởng một cách sâu sắc về sự vượt trội bẩm sinh của mình so với nhân loại. Hắn sử dụng những từ ngữ như hoàng đế hoặc vua của các vị vua để thể hiện bản thân thượng đẳng hơn những người khác. Ông chủ mafia không hề nghi ngờ về định mệnh đỉnh cao của bản thân. Quá khứ của Diavolo liên quan đến những tình huống cực kỳ bất thường như mang thai bất thường trong nhà tù toàn nữ, khiến cho việc sinh nở của hắn là một điều kỳ diệu. Sau đó, hắn tìm thấy 6 mũi tên sẽ mang lại cho hắn sức mạnh phi thường cũng như khối tài sản khổng lồ. Diavolo nghĩ rằng mình được số phận ban phước và vô cùng may mắn. Hắn sẵn sàng chấp nhận mọi khó khăn như một bài kiểm tra mà hắn sẽ phải vượt qua để chứng tỏ mình là người đứng trên tất cả. Và mặc dù hắn có thể phải lo lắng hoặc tuyệt vọng, niềm tự hào của hắn sẽ chiến thắng và hắn sẽ lại tiếp tục chọn đối đầu trực tiếp với bất kỳ vấn đề nào. Và chính điều này khiến hắn dại dột đối mặt trực tiếp với Gold Experience, mặc dù hắn đã thấy trước cái chết của Jono Giovanna và không hề biết gì về sức mạnh mới của cậu ấy. Chống lại Requiem, sự tự tin của Diavolo sụp đổ khi nó không thể chiến thắng khả năng sao kết quả và khả năng dự đoán thời gian của hắn cũng bất lực. Khi thấy mình bị mắc kẹt trong một vòng lặp bất tận của cái chết, không thể làm gì hơn, Diavolo đã hoảng loạn và sợ hãi khi bị một cô gái nhỏ tiếp cận. Lòng kiêu hãnh, sự tự tin và sự tỉnh táo của hắn hoàn toàn bị nghiền nát bởi những cái chết không bao giờ biến mất. Là một chùm tội phạm quyết đoán, Diavolo không ngần ngại đi đường tắt nếu đó là những con đường nhanh nhất và dễ dàng nhất để kết thúc vấn đề. Khả năng của King Crimson chính là một bằng chứng về điều này, xóa bỏ nguyên nhân và không để lại gì ngoài kết quả. Hắn lạm dụng quyền lực của Stan như một phương tiện để đưa ra kết luận có lợi nhất cho các vấn đề của mình, đồng thời chứng minh triết lý của mình cho bất cứ ai mà hắn đối mặt. Mà thông thường thì người nói đạo lý thì hay sống như Diavolo. Đối với Diavolo, việc giữ ổn định Passione là thứ yếu để duy trì quyền lực và địa vị của hắn với tư cách là ông trùm, và đó là lý do mà hắn tạo ra tham nhũng ở Napoli, làm trầm trọng thêm vấn đề ma túy của thành phố và cuối cùng dẫn đến việc Jono Giovanna gia nhập băng đảng tìm cách thuế truất chính bản thân hắn. Diavolo chỉ ra lệnh để cấp dưới phục tùng mình thông qua lòng tham và sự sợ hãi, khiến cho tổ chức thậm chí bị hủy hoại ngay ở bên trong, các thành viên quay lưng lại với nhau và nhiều người âm mưu chống lại hắn. Diavolo cũng không tha thứ cho kẻ mà hắn coi là kẻ thù, đặc biệt là những kẻ phản bội. Nếu bất cứ ai cố gắng tiếp cận nhân cách thứ hai của hắn là Doppio và moi được quá nhiều về quá khứ của hắn, Diavolo sẽ tấn công họ một cách dữ dội. Chẳng hạn,
Hắn suýt chút nữa lấy một con mắt của tài xế taxi đã cướp của Doppio và giết một tên thầy bói cố gắng đọc vị quá khứ của hắn. Diavolo không có khả năng đồng cảm hoặc thậm chí không hiểu được cảm xúc và đạo đức của người khác, đặc biệt là của những người chính trực, cũng như không đối tốt với bất cứ ai. Khi Bucciarati nổi dậy, Diavolo cho rằng anh ấy chỉ muốn lật đổ hắn mà không hề biết rằng lý do là bởi hắn muốn tiêu diệt chính con gái của mình. Diavolo khá tôn trọng đối thủ và cấp dưới của mình nếu họ trung thành và có năng lực. Hắn khen ngợi cả Risotto và Bucciarati vì sự nhanh nhẹn trong các trận chiến của họ và mang đến cho Risotto một cái chết xứng đáng. Tuy nhiên, Diavolo cũng độc đoán và rất hung hăng, cho rằng suy nghĩ của mình là sự thật tuyệt đối và ra lệnh cho người đối thoại với mình. Khi hắn tức giận, hắn có xu hướng hét lên những lời lăng mạ và đưa ra những lời đe dọa về cái chết. Diavolo bắt đầu chiến đấu một cách lạnh lùng. Hắn chỉ coi các cuộc đối đầu là việc phải hoàn thành để duy trì uy quyền của mình. Diavolo ủng hộ việc loại bỏ các nạn nhân một cách nhanh chóng bằng cách sử dụng cây Crimson để giết họ chỉ trong một động tác. Là một kẻ thực dụng, Diavolo vẫn tiếp cận tình huống một cách cẩn thận, đặc biệt là khi mang nhân cách Doppio và không thể sử dụng toàn bộ sức mạnh của mình. Trong một tình huống bất lợi, Diavolo kiên nhẫn, cẩn thận tấn công kẻ thù trước khi tung ra một đòn tấn công chí mạng, biến hắn thành kẻ thù nguy hiểm nhất trong bất kỳ trận chiến nào, kể cả thời gian có bị King Crimson xóa hay là không. Không rõ lý do mà Diavolo vẫn để người mẹ của hắn sống, mặc dù nhốt bà dưới lòng đất, và để bạn gái cũ Donatella sống, mặc dù hắn dễ dàng giết con gái của mình. King Crimson là một trong những stand ấn tượng nhất trong series, cả về thể chất và khả năng xóa bỏ thời gian và dự đoán tương lai. King Crimson được mô tả là bất khả chiến bại trước tất cả các stand khác không có sức mạnh ảnh hưởng đến thời gian. King Crimson là một stand mạnh mẽ có thể đấm xuyên qua cơ thể con người hoặc xé một người ra một cách dễ dàng. Không giống như những người dùng stand cận chiến khác, Diavolo thường sử dụng nó để thực hiện các đòn tấn công gây tử vong thay vì chỉ khiến đối thủ đau đớn. Sức mạnh và tốc độ của nó có thể sánh ngang với Star Platinum và Jaguar. Giống như các stand cận chiến khác, điểm yếu của nó là tầm đánh ngắn, khoảng 2-3 mét và tính lâu dài, khiến người dùng khó có thể che giấu danh tính của mình trước nhiều kẻ thù. Nếu bạn có thắc mắc về tầm đánh hay tính lâu dài của stand thì có thể xem qua video tất tần tật những gì bạn muốn biết về stand mà mình vừa up nhé. Khả năng đặc trưng đầu tiên của King Crimson chính là xóa một khoảng thời gian nhất định kéo dài tới 10 giây, bắt đầu từ khi khả năng được kích hoạt. Trong khoảng thời gian này, những người khác sẽ không thể trải nghiệm bất kỳ điều gì đã xảy ra và cũng không thể có được ký ức gì về nó. Sau đó, họ sẽ đột nhiên thấy mình trong tình huống đáng lẽ phải xảy ra sau đó. Mặt khác, Diavolo vẫn hoàn toàn tỉnh táo trong suốt khoảng thời gian bị xóa và chỉ có hắn mới có thể hành động. Diavolo không thể tấn công trong khi King Crimson đang xóa thời gian. Do đó, hắn thường dựa vào khả năng nhìn trước tương lai để tránh đòn và di chuyển tới các vị trí thuận lợi như các điểm mù của kẻ thù. Sử dụng sức mạnh hủy diệt đặc biệt của Stan, Diavolo sau đó trực tiếp tấn công kẻ thù ngay khi khả năng của King Crimson kết thúc. Khả năng thứ hai của King Crimson chính là Epita. Epita là một Stan hỗ trợ giúp đỡ việc hoàn thành việc xóa thời gian của King Crimson. Epita mang đến cho Diavolo và Doppio khả năng nhìn vào và dự đoán tương lai trong tối đa 10 giây. Hình ảnh được tạo ra bao gồm khu vực chung với Doppio, Diavolo là trọng tâm chính, cho phép một trong hai người nhìn thấy những gì xảy ra xung quanh họ cũng như trực tiếp với họ. Tuy nhiên, tầm nhìn không đầy đủ và chỉ hiển thị kết quả cuối cùng mà không có nguyên nhân. Mặc dù những dự đoán mà Epita nhìn thấy là không thể tránh khỏi, nhưng nó vẫn chỉ cảnh báo cho Diavolo và Doppio trước những nguy hiểm sắp tới, cho phép họ điều khiển các dự kiện để giảm bớt thiệt hại. Bản thân King Crimson có thể ngăn các dự đoán được hoàn thành nếu nó xóa một khoảng thời gian phù hợp. Tương tự như vậy, một stand ảnh hưởng đến số phận như Gold Experience Requiem trả lại sức mạnh của King Crimson về trạng thái không. Diavolo và Doppio thường sử dụng khả năng dự đoán của Epita để dự đoán bất kỳ mối đe dọa nào sắp đến, khiến các đòn đánh lén lút không có hiệu quả đối với họ. Và sau đây là những khả năng cá nhân của Diavolo. Khả năng thứ nhất chính là đa nhân cách. Mặc dù là con người, Diavolo và Doppio chia sẻ với nhau khả năng thay đổi ngoại hình. Doppio có vẻ khoảng 17 tuổi và thấp hơn Bucciarati. Khi Diavolo chiếm lấy thân xác, tàn nhang của Doppio biến mất và giọng nói của hắn trầm hơn và có thể tóc hắn trở nên dài hơn. Theo Diavolo, hắn mất khoảng 10 giây để chiếm lĩnh hoàn toàn cơ thể của Doppio, nhưng khi biến trở lại thành Doppio thì lại ngay lập tức. Diavolo dường như cũng có thể điều khiển ký ức của Doppio, vì Diavolo nhớ tất cả mọi thứ và có thể thấy mọi thứ xảy ra với Doppio, nhưng ngược lại thì không. Diavolo có thể liên lạc với Doppio thông qua bất kỳ loại đối tượng nào trong khi không kiểm soát cơ thể, khiến cấp dưới của hắn tin rằng đó là hai người khác nhau. Đôi khi, Doppio cũng quên rằng mình có thể liên lạc với Diavolo, nhưng hắn luôn không bao giờ nhận ra mình đã sử dụng một vật thể bị hỏng hoặc không phải điện thoại. Những chiếc điện thoại vốn là kem, ếch, thuốc lá cho đến đồ chơi. Khả năng thứ hai của hắn chính là thao tác linh hồn. Diavolo không rõ lý do, đặc biệt am hiểu về linh hồn và cơ chế của chúng, và cũng có khả năng khá cao trong việc điều khiển linh hồn của chính mình. Diavolo biết tất cả những kiến thức không phổ biến về linh hồn. Hắn biết rằng linh hồn của các thành viên trong gia đình có cùng một mùi hương. Diavolo có thể trao mảnh linh hồn của mình cho Doppio để ngụy trang thành linh hồn của Triss. Hơn nữa, dưới ảnh hưởng của Chariot Requiem,
Diavolo có thể khiến cơ thể của hắn cử động, mặc dù hắn không thể tự do kiểm soát nó. Mặc dù Diavolo có thể kiểm soát tinh thần của chính mình một cách tinh tế, hắn vẫn phải chịu sức mạnh của Gaston thao túng linh hồn như Chariot Requiem. Khả năng thứ ba của Diavolo chính là kết nối tâm linh. Là cha của Triss Una, Diavolo có mối liên kết tâm linh với cô. Theo bản năng, hắn có thể cảm nhận được rằng cô thực sự là con gái hắn và có thể cảm thấy rằng cô vẫn còn sống, mặc dù được thông báo rằng chiếc máy bay của cô đã bị rơi. Khả năng thứ tư của Diavolo chính là sự thông minh. Diavolo là một nhà chiến thuật tài năng. Để chứng minh khả năng của mình, Diavolo đã xây dựng một băng đảng hùng mạnh với tầm ảnh hưởng lan rộng khắp nước Ý trong vài năm. Để tránh kẻ thù theo dõi mình, Diavolo sử dụng proxy, máy tính hoặc thậm chí khai thác khả năng Stan ở cấp dưới để chỉ họ có thể truy cập tin nhắn và ra lệnh. Trong một trận chiến, Diavolo thường dựa vào sức mạnh của King Crimson và các chiến thuật đơn giản như xóa bỏ thời gian và đưa bản thân tới nơi có thể tung ra đòn tấn công chí mạng. Tuy nhiên, Diavolo cũng biết quan sát, lưu ý đến bất kỳ sự kiện nào và theo dõi khả năng của kẻ thù. Hắn dự đoán rằng sự thông minh của Ronald Giovanna sẽ trở thành một mối phiền toái thực sự cho kế hoạch của hắn. Cuối cùng, Diavolo là người đầu tiên và duy nhất đủ quan sát để thấy các cơ chế của Chariot Requiem và đoán điểm yếu của nó, cho phép hắn vô hiệu hóa Stan này một cách dễ dàng. Diavolo cho thấy khả năng tự suy nghĩ, không hoảng loạn khi bị Bucciarati và Narancia truy đuổi và nhanh chóng sử dụng động vật xung quanh để bổ sung máu. Sau đó, hắn cũng khai thác cơ hội này để ám sát Abacchio. Tương tự như vậy ở Rome, trong một cuộc gặp gỡ tình cờ với Bucciarati mà hắn khai thác được để tiếp cận Polnareff và ám sát. Vừa rồi là thông tin cơ bản của nhân vật Diavolo trong series Zozo. Tiêu điểm về nhân vật tiếp theo sẽ hoàn toàn do các bạn quyết định. Vì vậy, hãy để lại ý kiến của các bạn ở phần bình luận để chúng mình biết nhé. Mình là Shin, cảm ơn các bạn đã theo dõi video và xin hẹn lại các bạn trong những video tiếp theo. Tạm biệt! Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của Manga Anime Official. Nếu các bạn thích video này thì hãy nhấn like, subscribe và đừng quên nhấn vào nút chuông nhỏ ở phía bên phải để nhận được những thông báo mỗi khi chúng mình ra video nhé.